Ông cháu Chiến kiểu tóc gì ông cháu? Ông chú thiết kế cháu quả tóc, tối cháu đi sinh nhật yêu ấy. Tối đi sinh nhật bạn gái à? Vâng. Em nào? Ông cháu chán cao này theo chú là ông cháu lên để đầu layer boom. Đó. Được ông chú ạ. Để layer boom nhá. Vâng. Vào việc luôn nhá. Vào việc luôn chú. Ok, nếu mà cắt tí nữa mà không hợp thì chú lại đổi cho mày sang kiểu môi cần chéo. Ok ông chú. Ok chưa? Ok. Ngủ đi ông cháu. Đó. Dậy đi ông cháu hay xong đấy. Còn đầu layer boom của cháu đâu chú? À, quả layer boom của ông cháu chú thấy không hợp, chú lại đổi sang kiểu tà đại phòng cho ông cháu. Đó. Mà quả này cháu thấy không hợp. Chú thấy hợp mà. Chú thấy hợp. Chú hỏi mày, chú là thợ hay là mày là thợ? Nhưng mà tóc của cháu, đầu của cháu, cháu tóc của mày mà chú là thợ, chú là thợ, chú biết là đầu nào hợp với cả khuôn mặt nào, mặt cháu hợp với cả tà đại phòng rồi. Nhưng mà cháu không thích, giờ chú xem như nào. Không thích cháu đi về đây. Thôi đồng cảm với chú đi, chú tư vấn cho mày quả đầu này hợp mà. Cháu thấy không hợp rồi. Thế là không mày về mày, bạn các bạn mà khen đẹp ra là chú biết được không? Vâng, các bạn khen đẹp thì cháu quay lại trả tiền, còn không thì thôi. Ok, mày đi về đi. Wow. Kiểu gì các bạn chẳng khen đẹp. À thế à? Ờ, người ta là thợ, người ta tư vấn quan tâm như thế mà khó chịu. Mày đi về.